Xin chào anh chị em, hôm nay là ngày thứ hai sau Chúa Nhật năm thường niên. Lời Chúa trích trong sách Sáng Thế và Tin Mừng Marco đoạn 6 câu 53 đến 56. Khi qua biển rồi, Đức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Genesaret và lên bờ. Thầy trò vừa ra khỏi thuyền thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. Họ rào khắp vùng ấy và nghe tin người ở đâu thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt cả ốm đau ở ngoài đường, ngoài chợ và xin người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của người, và bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi. Hôm nay chúng ta tiếp tục suy gẫm về chữa lành. Nhưng trước hết chúng ta tìm hiểu về cái từ khởi đầu. Trong Kinh Thánh có 3 cuốn sách bắt đầu bằng chữ khởi đầu. Sách Sáng Thế đoạn 1 câu 1, Marco đoạn 1 câu 1, Gioan đoạn 1 câu 1. Mỗi khởi đầu này thật là quan trọng. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời của Gioan đưa chúng ta vào quá khứ vĩnh hằng, khi Chúa Giêsu Kitô, ngôi lời hằng sống của Thiên Chúa đã tồn tại với tư cách con đời đời của Thiên Chúa. Phúc âm của Marco đoạn 1 câu 1 khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa. Đấng đã được Thiên Chúa sai đến thì nay Gioan Thầy Giả loan báo người xuất hiện. Đó là Chúa Giêsu mà sách tin mừng sẽ nói đến, chính người là Đấng đã được tất cả các chứng nhân lớn trong cựu ước loan báo và chuẩn bị. Trong người và nhờ người, ơn cứu độ của Thiên Chúa sẽ được thực hiện. Và trong sách Sáng Thế thì lúc khởi đầu Thiên Chúa sáng tạo trời đất là tuyên bố rằng Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ từ chỗ không có gì. Người sáng tạo mọi vật chỉ bởi phán ra một lời. Kinh Thánh cho chúng ta thấy Thiên Chúa bắt đầu công việc sáng tạo của Ngài từ một đống hỗn độn tối tăm, vô hình và trống rỗng, sẽ đem đến trật tự, sự đầy đủ và xinh đẹp. Không may nguyên tổ phạm tội làm mọi chuyện xấu đi, nhưng mà Thiên Chúa đã ra tay cứu độ. Thiên Chúa vẫn thực hiện những điều tốt lành cho những ai tin tưởng và đầu phục con yêu dấu của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Tin mừng Marco hôm nay trình thuật việc Chúa Giêsu chữa lành nhiều người. Khi ấy vì dân chúng quá phấn khởi trước phép lạ và muốn tôn Đức Giêsu lên làm vua và người giải phóng được Thiên Chúa sai đến. Và các tông đồ cũng đồng ý với dân chúng nên Đức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền để đi qua biển. Nhưng khi ghé vào đất liền thì thầy trò vừa ra khỏi thuyền thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. Người đi tới đâu, người ta cũng đặt cả ốm đau ở ngoài đường, ngoài chợ và xin người chữa lành. Những người này có đức tin và đức tin của họ được ban thưởng. Cảnh tượng này thì trái ngược hẳn với cảnh tượng ở Nazareth, nơi rất ít người được chữa lành vì dân chúng thiếu đức tin. Khi ôn lại phép lạ này, chúng ta thấy Chúa Giêsu luôn che chở và gìn giữ chúng ta như một tử nhân lành chăm sóc đàn chiên. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn gì. Nếu chúng ta tin tưởng và tín tác vào Chúa, chúng ta sẽ luôn được chữa lành, được đầy đủ và an ninh, dù cho hoàn cảnh có thế nào đi nữa. Điều quan trọng là tin cậy nơi người. Thánh Gioan Tông đồ đã nói rằng chúng ta đã thắng thế gian nhờ đức tin. Amen.